Khoảng 11 giờ 30 ngày 7 tháng 2, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Đá Vách, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng dừng xe, yêu cầu xe bán tải biển kiểm soát 14C-13474 đang di chuyển qua chốt kiểm dịch hướng từ phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đi huyện Kinh Môn, Hải Dương phải quay đầu do diễn biến dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, tài xế xe bán tải đã tự ý tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc đi lên cầu Đá Vách di chuyển hướng sang huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhằm hòng vượt chốt kiểm dịch. Lúc này, lực lượng chức năng đã phát hiện và yêu cầu dừng xe, quay về thị xã Đông Triều. Tuy nhiên, những người trên xe không chấp hành, lái xe ngang nhiên đấm vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, làm chảy máu mũi. Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng đã khống chế hai đối tượng, bàn giao cho công an thị xã Đông Triều xử lý theo quy định của pháp luật. Danh tính hai đối tượng trên được xác định là Phạm Văn Thuận, lái xe, sinh năm 1975, và Trần Văn Hùng, ngồi trên xe, sinh năm 1982, đều trú tại Quảng Ninh. Công an thị xã Đông Triều cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an thị xã Đông Triều đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 8 tháng 2, Chi cục Quản lý Đường bộ 1 Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày tại km 220+030 quốc lộ 6, đoạn qua xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khiến 7 người thương vong. Vào khoảng thời gian trên, xe đầu kéo đang di chuyển theo hướng Hà Nội Sơn La thì va chạm với xe con màu xanh đi theo hướng ngược lại. Sau vụ va chạm, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, xe ô tô biển xanh bị văng xuống rãnh thoát nước. Vụ tai nạn khiến một người chết và 6 người bị thương. Các nạn nhân đều ở trên xe ô tô biển xanh. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân giải cứu những người gặp nạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 9 đoạn qua Đông Hà, Quảng Trị. Lúc này, nam thanh niên chạy xe kéo chở hoa không rõ tình huống cụ thể đã xảy ra va chạm với ô tô của một đôi vợ chồng trẻ. Pha va chạm khiến phần đầu ô tô bị chảy xước và hai vợ chồng chủ xe yêu cầu nam thanh niên phải bồi thường. Vì không có đủ tiền trong người, nam thanh niên liên tục xin lỗi và mong chủ xe bỏ qua khoản bồi thường nhưng không được chấp thuận. Người dân xung quanh đó thấy tội nên cũng có đến nói giúp và mong chủ xe bỏ qua cho thanh niên nghèo nhưng không ăn thua. Thấy thế, một thanh niên trong đám đông đứng ra kêu gọi tại chỗ nhờ bà con mỗi người góp một ít giúp cậu thanh niên để đền cho chủ xe ô tô. Ai cũng vui vẻ giúp. Thấy hành động của người dân xung quanh, đôi vợ chồng trẻ cũng quyết định không bắt đền nam thanh niên kia. Còn số tiền được người dân quyên góp, họ vui vẻ coi như món quà tặng thanh niên ngày cuối năm. Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 7 tháng 2, một xe tải lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ bung thùng hàng làm hàng tấn bát bia rơi vãi trên một đoạn đường gần 30 mét, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhận được tin báo, hơn 40 cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Hà nhanh chóng có mặt phối hợp với công an chính quy các xã lân cận, phân thành hai tổ để điều tiết giao thông. Mặt khác, huy động máy xúc cùng người dân khẩn trương thu dọn số bát bia rơi vãi để các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lượng bát bia rơi vãi đã được thu dọn. Các phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A lưu thông trở lại bình thường. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán Tân Sửu cận kề, nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không tăng cao. Trong khi đó, dịch COVID-19 đang diễn biến ngày một phức tạp hơn do chủng biến thể mới của virus có tốc độ lây lan nhanh, chu kỳ lây nhiễm rút ngắn hơn. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách về cách ly và phòng chống dịch COVID-19. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, ngành hàng không dân dụng nâng mức phòng chống dịch bệnh lên mức cảnh báo cao nhất, đặc biệt là tại cảng hàng không và các cơ sở điều hành bay. Quán triệt nghiêm túc cho toàn thể, cán bộ, nhân viên không được chủ quan, mất cảnh giác, triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch qua đường hàng không theo các chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và cơ quan y tế. Tuyên truyền, giám sát nhắc nhở 100% cán bộ, công nhân viên và hành khách đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực cảng hàng không, sân bay, sát khuẩn tay đúng cách bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có ít nhất 60% nồng độ cồn. Các hãng hàng không có trách nhiệm yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay, đặc biệt đeo khẩu trang trên các chuyến bay, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly y tế. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam trong mấy ngày qua giảm mạnh so với kế hoạch cũng như là cùng kỳ năm 2020. Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam xác nhận các hãng khai thác 746 chuyến bay với tổng số khách đạt xấp xỉ 104.000 khách.
Theo đó, số chuyến bay thực hiện ngày 3 tháng 2, tức là 22 tháng Chạp là 524 chuyến, kế hoạch là 909 chuyến với 70.000 hành khách, giảm 83 chuyến so với ngày 2 tháng 2 năm 2021 và chỉ bằng sấp xỉ 80% so với 22 tháng Chạp năm Canh Tý 2020. Đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, tình hình đã được cải thiện. Các hãng hàng không Việt Nam khai thác 643 chuyến bay và lượng vận chuyển dự kiến khoảng 85,4 hành khách, tăng 15,4 hành khách so với ngày 4 tháng 2 năm 2021. Trong ngày hôm qua, 6 tháng 2, tổng số chuyến bay của các hãng là 746 chuyến bay với tổng số khách đạt xấp xỉ là 104.000 khách. Hiện tại, 5 hãng hàng không Việt Nam vẫn đang chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách với lượng tải, cung ứng dồi dào, giá vé máy bay hợp lý, có thể phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Với mong muốn sẻ chia và đồng hành cùng hành khách trong các chuyến hành trình trở về bên gia đình, đón Tết đoàn viên, Tết sum vầy trong chiến dịch vận tải Tết vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hướng tới khách hàng như là bảo lưu vé cho hành khách trong vòng 1 năm, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách có nhu cầu đổi, trả vé. Đặc biệt trong các ngày từ ngày 9 tháng 2 đến 28 tháng 2 năm 2021, ngành đường sắt tiếp tục giảm tới 30% giá vé đối với tất cả các đoàn tàu thống nhất của Đường sắt Việt Nam. Theo đó, giá vé sau Tết chiều Hà Nội-Sài Gòn chỉ có giá từ 880.000 đồng, Đà Nẵng-Sài Gòn chỉ từ 644.000 đồng, Diêu Trì-Sài Gòn chỉ từ 480.000 đồng, Vinh-Sài Gòn chỉ từ 822.000 đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt vẫn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu như thực hiện phun khử trùng trên tàu, dưới ga, thực hiện giãn cách đối với hành khách tại phòng đợi và khi xếp hàng lên tàu, bố trí giãn cách đảm bảo an toàn trên các toa tàu. Tại các nhà ga, ngành đường sắt tăng cường công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn và thực hiện việc đo thân nhiệt cho hành khách khi vào ga lên tàu. Tại các vị trí tiếp xúc ở nhiều khu vực phục vụ hành khách ở nhà ga, thực hiện 3 giờ vệ sinh sát khuẩn một lần. Đối với các vị trí trên tàu, thực hiện vệ sinh sát khuẩn 30 phút một lần. Đặc biệt tại các nhà ga và trên các đoàn tàu, ngành đường sắt đều bố trí khu vực cách ly khi có trường hợp hành khách bị sốt hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh. Trước đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến dịch bệnh phức tạp, lượng hành khách có nhu cầu trả vé tăng cao khiến ngành đường sắt gặp không ít khó khăn. Song để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và đảm bảo an toàn phòng dịch, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn duy trì chạy tàu trên các tuyến đưa người dân về quê ăn Tết an toàn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc bảo đảm an toàn giao thông khi lưu thông tạm thời trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời đề nghị không cho phương tiện lưu thông ban đêm trong thời gian thông xe tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết 2021. Loại xe ô tô được phép lưu thông, vận tốc khai thác tối đa cho phép, thời gian cho phép lưu thông trong ngày, đề nghị không cho phép lưu thông vào ban đêm và thời hạn cho phép lưu thông tạm thời. Sẵn sàng phương án chỉ huy, hướng dẫn giao thông và cứu hộ cứu nạn để khắc phục nhanh nhất các sự cố về người, phương tiện tham gia giao thông và kết cấu hạ tầng trên tuyến. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề nghị chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình triển khai thực hiện phương án lưu thông tạm thời. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về phương án tổ chức giao thông khi lưu thông tạm thời trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để người dân, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có hoạt động giao thông trong khu vực biết thực hiện. Theo quyết định số 24/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xe vận chuyển, thu gom rác chỉ được hoạt động từ 19:30 đến 6 giờ sáng hôm sau. Song thực tế, nhiều xe vẫn vận chuyển, thu gom rác trong giờ cấm, gây ô nhiễm và ùn tắc giao thông. Theo Sở Giao thông Vận tải, quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác liên ngành của và Cảnh sát Môi trường đã phát hiện nhiều trường hợp xe vận chuyển rác thải đi vào giờ cấm để rác rơi vãi, rò rỉ nước rác ra đường, chở quá tải trọng. Một số lái xe khi bị kiểm tra không hợp tác, thậm chí đóng cửa xe bỏ đi, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị này đã giao thanh tra, ban duy tu các công trình hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng
chủ động làm việc với các nhà thầu vận chuyển rác và các đơn vị chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố để đôn đốc yêu cầu các đơn vị có xe vận chuyển rác tuân thủ đúng thời gian thu gom theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các trường hợp để rơi vãi rác, lái xe có thái độ thiếu hợp tác khi kiểm tra thì sẽ xử lý nghiêm. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Tết năm nay, đường phố Hà Nội có vẻ vắng hơn mọi năm. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, đặc biệt trước cổng một số bệnh viện, chợ hoa. Tình trạng phương tiện dừng đỗ sai quy định khá phổ biến. Và trước thực trạng này, thì lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai ra quân đồng loạt tại các quận nội thành để kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo cho người dân đi lại sắm Tết được an toàn. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại cổng bệnh viện Bạch Mai, các phương tiện taxi, xe ôm công nghệ bủa vây trước cổng viện. Tình trạng nhộn nhạo trên khiến cho việc không đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 4 Công an thành phố Hà Nội xử lý. Những lái xe vi phạm đưa ra nhiều lý do biện minh. Vừa đi qua đấy thấy ở đấy chẳng có ai, xe cộ không đỗ, thì vừa chở người nhà đấy thì đỗ ở đấy thôi, chứ vừa mới đỗ xong thì có đỗ lâu đâu. Nói chung là mình đỗ mình không để ý đâu, thấy chở người nhà đấy thì đỗ đấy thôi, chả để ý đâu. Nói chung là bọn em thì lái taxi thì nhiều lúc là không tránh khỏi được, thì hôm nay thì tôi bọn em đã biết cái sai của bọn em. Bọn em thì thỉnh thoảng bọn em ghé qua đây thôi chứ không phải là đỗ thường xuyên rồi. Và khi tôi dừng đỗ ở đấy thì tôi cũng thấy có anh em lái xe cũng đỗ theo. Còn tại tuyến đường Phạm Hùng, nơi khu vực gần bến xe Mỹ Đình, các nhà xe vì thiếu vắng khách trong bến nên đã dừng đỗ. Với mong muốn vớt vát thêm, lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã kiểm tra xử lý. Được biết, thời điểm Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lực lượng chức năng đã tăng cường để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trước cửa bến xe